Xin kính chào quý vị khán giả. Một tuần đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Góc nhìn đầu tư được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài trầm lắng, cuối năm 2018, bất động sản Hòa Lạc đã bắt đầu sôi động trở lại. Rất nhiều các nhà đầu tư và môi giới bất động sản đã đổ về đây khuấy động thị trường. Vậy với các nhà đầu tư, hiện tại khu vực này có nhiều cơ hội như kỳ vọng hay không? Và sẽ có những rủi ro nào phải đối mặt? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn trong chương trình Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiều chuyên gia cho rằng nếu như trước đây vài năm, bất động sản Hòa Lạc từng được rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng có tiềm năng sinh lời tốt bởi vị trí chiến lược, giao thông thuận tiện, hạ tầng được triển khai đồng bộ, thì ngay sau đó, nhiều người đã rơi vào trạng thái giờ khóc giờ cười vì thị trường bất động sản nơi đây đã không mang lại hiệu quả kinh tế cao như nhiều người mong muốn. Vậy hiện giờ, khu vực này đang phát triển ra sao? Xin mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi. Khoảng 10 năm trước, thời điểm Hà Nội sáp nhập địa giới hành chính với Hà Tây, đô thị Hòa Lạc thuộc các huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây được quy hoạch là một trong 5 khu đô thị vệ tinh của Hà Nội. Khu đô thị Hòa Lạc có chức năng chính về khoa học công nghệ và đào tạo, trọng tâm là Đại học Quốc gia Hà Nội và khu công nghệ cao. Hàng loạt dự án về đào tạo, công nghệ được hứa hẹn sẽ thai nghén trong tương lai, kiến tạo nên hình hài khu đô thị vệ tinh lớn bậc nhất Hà Nội. Bất động sản khu vực Hòa Lạc đã lên cơn sốt trước những biến động này. Những năm 2008-2009, từ mức 2-3 triệu đồng một mét vuông, giá đất đã vọt lên 9-10 triệu đồng một mét vuông, thậm chí 12-15 triệu đồng một mét vuông. Bất động sản ở khu vực đó trong nhiều năm qua đã có rất là nhiều cái sự chú ý, thậm chí là có những cái thời điểm có thể lên cơn sốt cách đây 10 năm. Và cái sự hào hứng của thị trường lúc đó là rất là cao. Và mọi người rất là cảm thấy là đấy là một cái khu vực tiềm năng, khu vực tương lai. Sau 10 năm thì chúng ta nhìn thấy khu vực phía Tây, bao gồm khu vực Từ Liêm, nghĩa là cái điểm đầu của láng Hòa Lạc đã rất là phát triển. Chúng ta nhìn thấy, nghĩa là nhà cao tầng của Hà Nội là 60% là nằm tại khu vực phía Tây đó. Và cái kết nối từ cái điểm phía Tây đó đến phía Tây, đến khu Hòa Lạc thì chúng ta đang càng ngày càng nhìn thấy là các cái dự án đô thị càng mở rộng ra xa hơn phía Tây, nằm dọc trên cái trục láng Hòa Lạc. Và cái việc di chuyển trên đại lộ Thăng Long, cách đây khoảng 5-7 năm khi mới có 1-2 dự án bất động sản thì chúng ta cảm thấy rất là xa, rất là khó khăn, rồi là xe quay đầu rất là bất tiện. Thì đến hiện nay thì chúng ta nhìn thấy cái hạ tầng có xuất hiện nhiều hơn. Nó không chỉ có mỗi cái tuyến đường láng Hòa Lạc mà nó còn cái tuyến đường kết nối với láng Hòa Lạc. Thì đấy là những cái điều kiện cốt yếu để cho cái bất động sản khu vực đó đang rất là phát triển và càng ngày càng lan xa hơn. Láng Hòa Lạc là một cái khu mà cũng khá là gần và kết nối được với quận Hà Đông, là một cái quận đã phát triển tốt, và cũng như là khu phát triển mới của khu Nam Từ Liêm và Mỹ Đình, cho nên đấy vẫn là một cái khu tiềm năng để phát triển. Và ngoài ra là cái quỹ đất ở láng Hòa Lạc thì cũng đang vẫn còn rất là dồi dào, cơ sở hạ tầng thì cũng tốt, để từ láng Hòa Lạc để đi về khu trung tâm thì nó sẽ dưới 30 phút, là về giao thông thì cũng sẽ là một cái điểm thuận lợi. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm mở rộng thủ đô, hầu hết các dự án tại khu đô thị vệ tinh đều bất động hoặc chậm trễ trong việc triển khai. Sau cơn sốt chóng vánh, thị trường Hòa Lạc đã hạ nhiệt và rơi vào trạng thái đóng băng suốt khoảng thời gian sau đó. Khoảng từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, bất động sản Hòa Lạc đã có sự khởi sắc trở lại. Cơ sở của những biến chuyển này tiếp tục bắt nguồn từ hạ tầng, thông tin quy hoạch. Một số chuyên gia cho rằng khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển. Đang hình thành các dự án nghỉ dưỡng ngày càng phát triển hơn. Trước đây chúng ta cũng có, nhưng mà đa phần là những dự án phát triển nhỏ lẻ. Thì gần đây chúng ta cũng nhìn thấy là các cái chủ đầu tư cũng có những cái đầu tư tốt hơn, đầu tư chuyên nghiệp hơn. Thì đấy cũng là cái tiềm năng rất là tốt để cho cái sự phát triển bất động sản sẽ tiếp tục theo hướng là đi về phía Tây, và quỹ đất của chúng ta vẫn còn. Nghĩa là dọc theo trục láng Hòa Lạc chúng ta vẫn còn những quỹ đất, và đấy cũng là cái cơ sở để chúng ta cũng kỳ vọng là những cái nhu cầu thị trường cho những cái vị trí dự án như ở đó, bao gồm là nhu cầu để ở cũng như nhu cầu để nghỉ dưỡng cuối tuần, sẽ vẫn tiếp tục gia tăng ở trong thời gian tới. Không thể phủ nhận, từ cuối năm 2018, tuyến cao tốc đi Hòa Bình nối thông với đường láng Hòa Lạc chính thức vận hành, trở thành tiền đề quan trọng cho sự thông thương kinh tế của Hòa Lạc nói riêng và phía Tây Hà Nội nói chung.
Bên cạnh đó, khu Đại học Quốc gia Hà Nội và khu công nghệ cao cũng có những tín hiệu mới. Hàng loạt nhà máy lớn được khởi công xây dựng hoặc xây dựng xong. Những biến chuyển trên đã khiến thị trường bất động sản Hòa Lạc trở nên sôi động. Trên thực tế, từ nửa cuối năm 2018 đến nay, Hòa Lạc đón nhận một lượng không nhỏ nguồn cung mới tung ra thị trường, mức giá dao động từ 8 đến 20 triệu đồng một mét vuông. Bên cạnh đó, phân khúc đất thổ cư trong dân cũng đang được chào bán từ 7 đến 15 triệu đồng. Chắc chắn thời gian gần đây, những thông tin trên báo chí liên tục phản ánh về các dự án ma, dự án bánh vẽ trên giấy khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi lo ngại. Vậy nhà đầu tư cần quan tâm đến những rủi ro nào khi đầu tư bất động sản tại khu vực này? Hãy cùng theo dõi ghi nhận dưới đây của chúng tôi. Theo các chuyên gia, câu chuyện về trào lưu mua đất Hòa Lạc để làm trang trại theo mô hình VAC, vườn ao chuồng, cải tiến cách đây 10 năm vẫn còn là bài học có giá trị. Cho đến nay, vẫn có không ít nhà đầu tư bị chôn vốn bởi giấc mơ về căn nhà thứ hai. Còn hiện tại, theo khảo sát, sự sôi động chủ yếu do giới đầu tư tham gia, nhiều nhà đầu tư đang đổ về đây gom đất, tạo sóng thị trường. Gần đây, trên các phương tiện truyền thông liên tục đăng tải các thông tin dự án ma tại khu vực Hòa Lạc, trong đó có thể kể đến như dự án Hòa Lạc Lakeview tại thôn Linh Sơn, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, hay dự án Golden Lake Hòa Lạc tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Theo ghi nhận, thực tế đây là những khu đất trong dân, nguồn gốc đất là đất vườn, đất trồng cây lâu năm, có xen lẫn đất ở, đất chưa tách sổ. Với những lời quảng cáo và hứa hẹn có cánh, đã có những nhà đầu tư xuống tiền mua đất để hy vọng sinh lời từ tài sản vàng này. Theo đánh giá, các dự án theo kiểu Alibaba đang khiến dư luận xôn xao khi chỉ là những dự án bán nền trên giấy, không có nguồn gốc pháp lý rõ ràng, điều này khiến khách hàng gặp nhiều rủi ro. Thêm vào đó, mặc dù khu vực này đã có quy hoạch từ rất lâu, nhưng hiện nay vẫn là các khu đô thị chưa được hoàn thiện, gây nên nhiều rủi ro. Thứ nhất, đây là các cái khu đô thị đều không được hoàn thiện về hạ tầng. Tất cả các khu đô thị ngày trước đã được quy hoạch năm 2009 đến bây giờ thì đều chỉ dừng lại ở khâu phân lô bán nền. Nó không có những cái hạ tầng liên quan đến trường học, liên quan đến trung tâm thương mại, liên quan đến vui chơi giải trí. Và cái việc lúng túng liên quan đến quy hoạch ở khu vực Láng Hòa Lạc, đây đang chưa phải là ngôi nhà thứ hai, bởi vì ngôi nhà thứ hai thì người ta cần có dịch vụ tiện ích trường học. Đó cũng chưa phải là du lịch nghỉ dưỡng, bởi vì du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái thì cũng phải cần có cây xanh, phải cần phải có cảnh quan. Tuy nhiên, tất cả các khu đô thị hiện tại chúng tôi ghi nhận tại khu vực này đều đang thiếu các yếu tố đó. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, rủi ro còn đến từ sức hấp dẫn của khu vực Hòa Lạc so với các khu vực khác. Khu phía Tây bây giờ không phải là khu ưa thích duy nhất của các cái nhà đầu tư bất động sản, bao gồm cả người mua và các cái chủ đầu tư nữa. Do đó là chúng ta nên cân đối, nếu như đầu tư có thể là cân đối các khu vực khác nhau, và khu phía Tây có thể chỉ nên chiếm một cái tỷ trọng nhất định trong cái giỏ hàng đầu tư của chúng ta thôi, để làm sao chúng ta phân hóa được cái rủi ro như vậy. Còn các cái rủi ro khác sẽ liên quan đến ví dụ như cái xa hơn nữa khu phía Tây thì chúng ta liệu có hình thành các cái cụm bất động sản nghỉ dưỡng hay không, hay là cụm bất động sản công nghiệp hay không. Nên chúng ta khu phía Tây bây giờ có bất động sản nghỉ dưỡng, có bất động sản công nghệ cao, thì liệu thực sự là có thành hình thành những cái cụm dự án như vậy trong tương lai không, thì rất là phụ thuộc, chúng ta đầu tư nó sẽ phụ thuộc vào cái sự thành công và sự phát triển của những cái loại hình bất động sản đó nữa. Nếu các dự án đó hình thành thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái luồng giao thông đi tới khu vực đó để sử dụng dự án, nó cũng sẽ giúp cho tăng được cái tính thanh khoản cho những cái dự án bất động sản nằm ở khu vực lân cận. Các dự án tại Hòa Lạc hiện nay hầu hết là dự án nhỏ lẻ được các môi giới đẩy giá lên để khuấy động thị trường. Thị trường bất động sản Hòa Lạc chưa xuất hiện các dự án thực sự chất lượng được quy hoạch bài bản của các chủ đầu tư lớn. Do đó, theo các chuyên gia, đầu tư vào bất động sản Hòa Lạc sẽ là bài toán cho các nhà đầu tư lớn chứ không phải lướt sóng. Nếu xác định đầu tư vững chắc về hạ tầng đồng bộ thì mới nên đầu tư vào khu vực này. Vâng, đến đây thì chắc chắn sẽ có nhiều nhà đầu tư mong muốn nhận được những thông tin hữu ích về việc làm thế nào để đầu tư bất động sản tại Hòa Lạc an toàn và hiệu quả nhất. Những thông tin sau đây sẽ giúp ích cho quý vị. Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE Hà Nội, các chủ đầu tư cần nghiên cứu kỹ tình hình hoạt động cũng như triển vọng của thị trường, của sản phẩm đầu tư nhằm đưa ra phân kỳ phù hợp, tránh đưa sản phẩm vào thị trường tại thời điểm cạnh tranh cao. Chủ đầu tư cũng cần nghiên cứu về sản phẩm để có thể cạnh tranh được và hấp dẫn khách mua, khách thuê.
với các nhà đầu tư cần nắm rõ các thông tin về chủ đầu tư, kinh nghiệm phát triển dự án, các thông tin về kỹ thuật, sản phẩm, tiện nghi, tiện ích để đưa ra quyết định đúng đắn đầu tư để ở, sử dụng. Trước sự phấn khích của nhiều nhà đầu tư, có nhiều quan điểm cho rằng với bất động sản Hòa Lạc, nhất là phân khúc đất nền, các chủ đầu tư cần giữ một cái đầu lạnh, tránh tâm lý bầy đàn để rồi mắc kẹt như trước đây. Đặc biệt, các giao dịch phải được cân nhắc kỹ càng, tham khảo và thẩm định về pháp lý vì phần lớn đất đai tại đây có nguồn gốc nông nghiệp, lâm nghiệp và sẽ khó chuyển đổi. Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Trần Minh cho rằng các khách hàng nên đầu tư tại những dự án lớn, có pháp lý, quy hoạch rõ ràng của các chủ đầu tư uy tín để tránh rủi ro. Giá đất tại các khu vực phân lô bán nền đang chào bán tại Hòa Lạc hiện nay có thể tăng nhưng sẽ không tăng quá nhiều và càng khó để xảy ra tình trạng sốt nóng. Nhất là khi quỹ đất tại Hòa Lạc vẫn còn rất lớn, không có sự khan hiếm hàng, bất động sản Hòa Lạc cần tầm nhìn dài hạn ít nhất là 10 năm nữa để phát triển. Khu vực Hòa Lạc về địa phận hành chính thuộc Hà Nội quản lý nên vấn đề pháp lý đất đai được quản lý chặt chẽ, do đó nên mua những lô đất tại vị trí có quy hoạch rõ ràng, nguồn gốc sử dụng rõ ràng. Tại thời điểm này, dù có nhiều dự án công nghệ đình đám hiện diện được nhận định sẽ có thể khuấy đảo thị trường, nhưng phần lớn vẫn đang nằm chờ quy hoạch và theo giới sành thị trường thì ít nhất cũng phải 2-3 năm tới các dự án này mới có thể xong khoảng thủ tục, giấy tờ và ít nhất Hòa Lạc cần khoảng hơn 3 năm nữa mới thực sự có sóng. Chuyên gia cũng cho biết, với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, quỹ đất đô thị ngày càng cạn kiệt, Hòa Lạc với quy hoạch chung đã được phê duyệt là một thị trường tiềm năng nhưng trong dài hạn. Do đó, thị trường này phù hợp với các nhà đầu tư vốn có xu hướng đầu tư lâu dài, tính chất lướt sóng nếu có sẽ chỉ diễn ra ở một số cực ít các dự án đẹp, đắc địa, khan hiếm nguồn cung. Có một nơi như thế, đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng. Nơi mỗi căn biệt thự đều là một tuyệt tác nghỉ dưỡng đong đầy niềm hạnh phúc an yên như được trở về nhà. Là món quà truyền đời lưu giữ những kỷ niệm gia đình vô giá. Movenpick Villas and Residence Phú Quốc, một sản phẩm của tập đoàn Make Group. Vâng, hy vọng rằng chương trình Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị bức tranh toàn cảnh nhất về thị trường bất động sản Hòa Lạc, từ đó giúp quý vị có những định hướng hợp lý nhất về nhu cầu đầu tư của mình. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ về chủ đề của tuần này hoặc những vấn đề khác mà quý vị quan tâm muốn được làm rõ, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email là banbiên tập@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Góc nhìn đầu tư phát sóng lúc 20 giờ thứ hai tuần sau.